chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: tổ chức giao thông phù hợp, không để ùn tắc hàng hóa do dịch bệnh; đảm bảo nguồn điện, phòng chống dịch cho miền Trung Tây Nguyên; Na Dai vào vụ chính, Quảng Ninh hỗ trợ nông dân tiêu thụ; Đắk Lắk truy tố lãnh đạo và cán bộ công ty lâm nghiệp vì để rừng bị tàn phá. Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết hiện Bộ Y tế đang nghiên cứu đưa Remdesivir vào phác đồ điều trị, sẽ cấp phép để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Trước đó, với 500.000 lọ thuốc Remdesivir do một tập đoàn tặng Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược cho biết đang nghiên cứu đưa vào phác đồ điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân COVID-19 nặng và trung bình. Theo đại diện Bộ Y tế, việc chỉ định dùng Remdesivir cho từng bệnh nhân COVID-19 sẽ do các bác sĩ quyết định tại cơ sở y tế. Do vậy, người dân không nên tìm mua thuốc để tự ý sử dụng tại nhà. Remdesivir là thuốc kháng virus do tập đoàn Gilead Sciences Mỹ sản xuất. Thuốc được FDA phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ tháng 10 năm 2020. Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir được 50 quốc gia như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị. Thuốc được sử dụng tiêm tĩnh mạch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là thủ tục cấp tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trình tự thực hiện thủ tục như sau: hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022. Thời hạn giải quyết là 4 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thành phần hồ sơ gồm hai loại giấy tờ. Thứ nhất là giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thời tiết nắng nóng cùng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến lực lượng nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu phòng chống dịch vô cùng vất vả. Trước thực trạng đó, các nhà khoa học tại Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất mẫu áo hạ nhiệt dành cho nhân viên y tế đang thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước. Hiện hàng nghìn chiếc áo hạ nhiệt như vậy đã được gửi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chiếc áo này có trọng lượng chỉ hơn 1 kg. Thành phần quan trọng nhất của áo chính là gel làm mát, được làm từ hỗn hợp polymer, muối ăn và một số phụ gia. Các túi gel sẽ được cài trong khoang áo, sau đó để vào tủ đông, âm 10 độ C trong khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể lấy ra sử dụng. Áo làm mát từ 21 đến 32 độ C kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Cấu trúc bên ngoài của cái bao gói thì được làm mô phỏng giống như là cấu trúc tổ ong. Và cái chính cái cấu trúc đặc biệt này thì nó làm cho cái luồng khí nóng giữa cơ thể với lại cái túi này nó được lưu thông tốt hơn, tăng cái thời gian tăng nhiệt lên. Thiết kế gọn nhẹ giúp chiếc áo làm mát có thể nằm gọn bên trong bộ đồ bảo hộ, không gây cản trở hoạt động của các y bác sĩ. Sau mỗi ca làm việc, các y bác sĩ có thể vệ sinh áo bằng cách xịt cồn lên bề mặt, sau đó cấp đông để tiếp tục sử dụng trong những lần tiếp theo. Mỗi túi gel làm mát có thể tái sử dụng tới 30 lần. Rất thoải mái, rất mát, nhất là cho những cái ngày đi lấy dịch. Thời tiết nóng ẩm này, sản phẩm nhẹ, không khó mặc, hợp lý cho cả những người nhỏ bé. Thời gian tới cải tiến tập trung vào để làm tăng cái thời gian giữ nhiệt, làm tăng cái độ thoải mái khi sử dụng, số lần tái sử dụng của áo gi lê, của vật liệu. Chúng tôi mong muốn là những sản phẩm này thì sẽ được những người sử dụng gửi các phản hồi để chúng tôi phát triển sản phẩm và để hỗ trợ các bác sĩ trong thời gian có dịch. Giá thành mỗi chiếc áo này là khoảng 150.000 đồng. Hiện nhóm nghiên cứu đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị, gấp rút sản xuất hàng nghìn chiếc gửi tới các bệnh viện tại các tỉnh thành, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hiện các lực lượng từ tuyến đầu chống dịch cho đến mọi người dân trong khu dân cư được huy động vào cuộc. Tổ COVID-19 giám sát cộng đồng là một trong những cánh tay nối dài giúp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đến người dân.
Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ ở khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, có con gái làm việc ở thành phố Đà Nẵng, trở về quê nhà tránh dịch. Trong những ngày này, đã được tổ giám sát COVID cộng đồng nơi đây thông tin đến trạm y tế để khai báo, đồng thời hướng dẫn gia đình chuẩn bị cho một căn phòng khép kín để cách ly riêng biệt, không tiếp xúc với mọi người nhằm tránh nguy cơ nếu có dịch bệnh xảy ra. Chuẩn bị riêng cho cháu, thức ăn và đồ ăn là cháu ăn tại phòng. Và tôi gần như là phục vụ cả 100%, có nghĩa là cháu cố gắng và cháu tôi đồng viên cháu là con nên từ cách ly và mọi điều kiện là con để mẹ phục vụ gắng là đến 14 ngày là để cho từ cách ly cho an toàn cho bản thân và gia đình và xã hội. Đều đặn ngày 2 lần, các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng trên địa bàn thành phố Đông Hà đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra soát từng gia đình trong khu dân cư để nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng dịch như khai báo y tế, thực hiện 5K và gắn biển thông báo gia đình có người thân cách ly tại nhà. Để người dân được biết, tổ giám sát COVID-19 cộng đồng cũng đã tuyên truyền đến các hộ kinh doanh quán ăn, cà phê, nhà hàng, tuân thủ nghiêm việc chỉ được bán mang về. Việc đầu tiên của chúng tôi trong tuần lễ cao điểm này là tuyên truyền đến mọi người dân về cách phòng chống COVID và ra soát những cái đối tượng mà đi ở vùng có dịch về, không để sót những đối tượng nào, và thông báo cho những cái gia đình mà có những con em đi xa về là chuẩn bị nhu yếu phẩm sẵn sàng ở trong nhà để chủ động trong cái việc phòng tránh và tránh tiếp xúc với những người xung quanh, đặc biệt là giám sát chặt chẽ những cái đối tượng mà tổ chức đi xe máy và những cái đối tượng mà ở cái vùng có dịch về trong đợt này. Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hiện đã kích hoạt 611 tổ giám sát COVID-19 cộng đồng với 1.642 thành viên cùng với các tổ liên ngành phản ứng nhanh, thực hiện tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch, nhất là kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt việc khai báo y tế, cách ly tại nhà, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh COVID-19 để tiến hành cách ly theo quy định. Ủy ban nhân phường 5 cũng đã xây dựng các cái kế hoạch cũng như là các cái công văn để mà triển khai về từng các khu phố, chỉ đạo các cái văn bản của thành phố cũng như là của tỉnh về cái công tác phòng chống COVID. Trong đó ủy ban nhân phường là chủ trọng vào cái chỉ đạo các cái tổ giám sát cộng đồng ở khu phố, đề cao nâng cao cái chất lượng của tổ giám sát cộng đồng, thực hiện theo quy chế đã ban hành. Thì tổ giám sát cộng đồng cũng đã ra quân giám sát các cái địa bàn mà mình được phân công phụ trách, phối hợp với ban quản sự các khu phố cũng như là ban công tác mặt trận cũng như là các đoàn thể ở các khu phố tập trung tuyên truyền cái công tác là ra soát và nâng cao cho ý thức của người dân trên địa bàn về các cái biện pháp phòng chống dịch COVID trong tình hình hiện nay. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Vì thế không riêng gì thành phố Đông Hà mà tất cả các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống dịch nhằm tiến tới ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đặc biệt phát huy cao độ các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Liên tục những ngày qua, hàng chục thanh thiếu niên đã tụ tập vui chơi ở thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã được ngành chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 41 triệu đồng. Trước đó, tổ tuần tra của Ủy ban nhân dân phường 3, thành phố Đà Lạt phát hiện hàng chục thanh thiếu niên đang tụ tập vui chơi tại bờ đập ở thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Lực lượng chức năng đã giải tán và đưa 26 thanh thiếu niên vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 về phường để xử lý. Sau khi tuyên truyền giải thích về các quy định phòng chống dịch COVID-19 và chỉ rõ các hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân phường 3, thành phố Đà Lạt đã lập biên bản xử phạt 18 trường hợp trên 18 tuổi với tổng cộng 36 triệu đồng. Xử phạt 5 trường hợp ở độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi với mức phạt 1 triệu đồng một người. 3 thiếu niên dưới 16 tuổi còn lại bị phạt cảnh cáo. Ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền và cảnh cáo, phường cũng đã mời phụ huynh, người thân của các em dưới 16 tuổi đến chứng kiến quá trình xử lý vi phạm, cam kết không để các em tái phạm các hành vi tương tự. Họp giao ban trực tuyến về công tác vận tải giữa Bộ Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải 63 tỉnh thành phố, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, tính đến thời điểm này, với sự vào cuộc tích cực
của các sở giao thông vận tải. Giao thông cả nước đã cơ bản đảm bảo thông suốt, các giải pháp đã được điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, vẫn phải chủ động phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phòng chống dịch, không để ùn tắc hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các địa phương cần phải nâng cao thêm nữa tính chủ động trong vấn đề tham mưu, những giải pháp để tổ chức giao thông đảm bảo thông suốt, không để bị động dẫn đến ùn tắc. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phải kịp thời nắm bắt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và các quan điểm, biện pháp phòng chống dịch của địa phương để tham mưu phương án tổ chức giao thông, phân luồng giao thông phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch. Các Sở Giao thông Vận tải căn cứ trên nguyên tắc và hướng dẫn của Bộ, chủ động xây dựng các kịch bản và phương án khác nhau, không cứng nhắc, dập khuôn, xây dựng phương án phải hợp với tinh thần điều kiện của địa phương mình, phải có phương pháp tuyên truyền, thông tin kịp thời để doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện nắm bắt chấp hành. Theo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, sau 3 tuần thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, sản lượng container xuất nhập tàu, sản lượng container giao nhận bãi, số lượt xe ra vào cảng, giao nhận container liên tục giảm so với cùng kỳ khi chưa giãn cách, kéo theo dung lượng tồn bãi cảng cắt lái đang tăng rất cao. Theo đó, tổng lượng tồn tại cảng cắt lái đến thời điểm này là trên 106.700 TEU, container bình quân 15 tấn, chiếm 86% dung lượng bãi. Lượng hàng nhập tồn hơn 50.800 TEU, chiếm 95% dung lượng thiết kế, có trên 6.500 TEU hàng tồn trên 90 ngày. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đề xuất Tổng cục Hải quan cho phép Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn được vận chuyển hàng tồn quá 90 ngày từ cảng Cát Lái về cảng Tân Cảng Hiệp Phước để lưu giữ và chờ làm thủ tục để giảm tải cho cảng Cát Lái. Trước tình hình diễn biến phức tạp, Tổng công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo các đơn vị thành viên tại 13 tỉnh thành xây dựng kịch bản chi tiết cung ứng điện liên tục phục vụ công tác phòng chống dịch cho 674 địa điểm. Trong đó, có 134 bệnh viện điều trị, 4 bệnh viện dã chiến, 169 cơ sở y tế và 367 khu cách ly của cả khu vực. Tại Đắk Lắk, ngay sau khi thành lập bệnh viện dã chiến số 1 tại ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm, quy mô 1.000 giường, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm cấp điện nhanh nhất cho bệnh viện, máy phát điện dự phòng cũng được huy động, các phương án dự phòng cũng được đặt ra. Với một khối lượng công việc như thế này thì chúng tôi không đảm bảo được, nên chúng tôi đã nhờ cái sự phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk nên đưa anh em công nhân xuống để hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề sửa chữa thay thế và vừa rồi cũng thay thế cái biến áp để nâng cái công suất sử dụng cho cái bệnh viện dã chiến này. Số ca mắc mới tại các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn gia tăng, trong đó có Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa. Các điểm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến liên tục được thành lập. Hiện tại, 4 bệnh viện dã chiến đã có điện an toàn, 134 bệnh viện điều trị được nâng công suất điện lên mức tối đa, 376 cơ sở cách ly trên 13 tỉnh thành có điện ổn định. Từ khi cái thành lập bệnh viện dã chiến của Đông Hòa thì nói chung là ngành điện của Đông Hòa cũng như là ngành điện của Phú Yên đã cung cấp điện đầy đủ là liên tục, không có được sự cố mà cấp điện. Thì khi mà có sự cố thì chúng tôi gọi thì có mặt các đồng chí điện lực để hỗ trợ ngay. Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng kịch bản lên phương án đảm bảo cung ứng điện phục vụ sinh hoạt cho 4,5 triệu khách hàng, đặc biệt nguồn điện phục vụ để chống dịch. Đơn vị cũng bố trí lực lượng trực thao tác lưu động tại các điện lực cơ sở và các trạm biến áp 110 kV, sẵn sàng ứng phó kịp thời trước mọi tình huống, kể cả tình huống cấp bách. Để chia sẻ khó khăn với người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng miễn giảm tối thiểu từ 50 đến 70% phí giao dịch ATM POS và phí chuyển tiền giao dịch từ ngân hàng này sang ngân hàng khác cho khách hàng đến hết năm nay. Giá dịch vụ của các ngân hàng mang tính thị trường. Vì vậy, để tạo cơ sở cho việc giảm phí trực tiếp đối với khách hàng, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS giảm phí đầu vào cho các ngân hàng. Đây là lần giảm phí thứ hai trong năm nay. Trên cơ sở giá đầu vào giảm, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích ngân hàng thương mại giảm phí lớn hơn mức giảm của NAPAS. Trong đó, đối với các trường hợp đang áp dụng chính sách miễn phí, đề nghị tiếp tục thực hiện. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khá phức tạp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là ở một số chợ đã ghi nhận một số ca nhiễm F0. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thành phố được đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội để lên kịch bản cung ứng cũng như phân phối thực phẩm.
Hiện Hà Nội có khoảng 144 chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn đang hoạt động thông suốt, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho người dân. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ khoảng 616 tấn thịt lợn, 200 tấn thịt gia cầm, 4,1 triệu quả trứng. Về cơ bản, Hà Nội có thể tự chủ được tới 95% nhu cầu trên, chỉ có thịt trâu, bò phải nhập từ các tỉnh khác tới 80%. Na sai là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hiện đang vào vụ thu hoạch na sai. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường thu hẹp dẫn đến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, thị xã Đông Triều đã vào cuộc cùng người dân tháo gỡ khó khăn, mở rộng kênh tiêu thụ. Gia đình ông Nguyễn Văn Thụy trồng hơn 3.000 gốc na dai, nhiều cây có tuổi đời hơn 20 năm và cho thu hoạch đều. Năm nay na được mùa nhưng do thời tiết nên mã quả không được đẹp. Từ đầu vụ đến nay gia đình đã thu hoạch và bán trên 3 tạ. Na thu hoạch xong được thương lái đến mua tận nhà. Tuy nhiên hiện giá na đang có xu hướng giảm dần. Năm nay thì thực ra là nó cũng có nhưng mà nó không bằng như mọi năm. Thế song với cái khách quan của xã hội thì nó có cái dịch bệnh. Thế nên đâm ra cái tiêu thụ quả na của người dân nó cũng có một cái phần coi như là thu nhập nó thấp đi so với mọi năm. Hiện nay na dai chủ yếu phân bổ ở 3 xã Việt Dân, An Sinh, Tân Việt với tổng diện tích gần 1.000 ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 10.000 tấn. Để nâng cao hiệu quả diện tích này, thị xã Đông Triều thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ cho các hộ trồng tiếp tục duy trì tốt cách trồng, chăm sóc an toàn để đảm bảo chất lượng, tiếp tục khẳng định thương hiệu na ra thị trường. Đến hiện nay thì cái tình hình thu hoạch na đang rất là thuận lợi, có sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh như của thị xã và sự quyết liệt của xã đã đưa tạo điều kiện các thương lái cũng như các sàn giao dịch. Theo các thương lái thu mua na dai tại thị xã Đông Triều cho biết, việc vận chuyển na đi các tỉnh chưa bao giờ trở thành vấn đề khó như hiện nay, nhưng vì dịch bệnh nên các thương lái cũng phải khắc phục. Ngoài ra, một số thương lái từ tỉnh ngoài vào thu mua cũng mong muốn chốt kiểm soát dịch cổng tỉnh tại Đông Triều sẽ tạo điều kiện để các xe vào thu mua na sẽ được lưu thông nhanh chóng hơn. Thì là tôi cũng bảo thương lái thôi đến thì là chị em mình cùng chung khó khăn thì sẽ tạo điều kiện chị em mình cùng chia sẻ cái tiền xét nghiệm COVID đấy. Là tôi cũng có xe có chia sẻ với lại thương lái là mỗi một xe là tôi sẽ hỗ trợ 200.000 một chuyến để cho thương lái đỡ cái tiền chi phí ở trên đường đi. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi đã triển khai thực hiện và tiếp tục mở rộng cái thị trường bán hàng online thì sẽ tổ chức tập huấn cho bà con kết nối với các cái kênh tiêu thụ, các cái sàn tiêu thụ nông sản, thương mại điện tử. Na dai Đông Triều là một trong những sản phẩm OCOP của địa phương, được biết đến với vị thanh ngọt, vỏ mỏng, căng bóng. Hiện có trên 350 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, có bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Phạm Đức Nam, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3, Nam tạm trú trên địa bàn thành phố Huế để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Khi gặp người có nhu cầu vay tiền, Nam kiểm tra giấy tờ tùy thân và thỏa thuận cho vay với lãi suất 1% trên một ngày, chu kỳ trả góp là 25 ngày, phí vay 5% hoặc 10% trên tổng số tiền cho vay. Với thủ đoạn này, Nam đã thực hiện 16 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 270 triệu đồng. Lãi suất mỗi hợp đồng cho vay gấp 18,25 lần so với mức lãi suất quy định, thu lợi bất chính gần 65 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp EAK về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả những người này đều trong thời gian công tác đã để một lượng lớn diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá. Trong số 9 bị can bị truy tố có Nguyễn Hồng Mạnh, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty, Phan Văn Đức, nguyên phó giám đốc. Theo cáo trạng, vào năm 2008, công ty lâm nghiệp EAK được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất và rừng để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp. Kết quả kiểm kê năm 2014 thể hiện công ty lâm nghiệp EAK được giao quản lý hơn 14.400 ha đất rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên gần 7.000 ha.
Tuy nhiên, từ năm 2015 đến năm 2019, nhiều lãnh đạo cán bộ tại công ty lâm nghiệp EAK đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, khiến tài nguyên rừng trên lâm phần bị suy giảm, gây thiệt hại hơn 29,4 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.